Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin chuyển nhượng ngày 9 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng Cờ Lốc Đường Biên đến với thông tin chuyển nhượng xuất hiện đáng chú ý trong 24 giờ qua. Tuyển Anh có huấn luyện viên trưởng mới. Sau khi huấn luyện viên Gareth Southgate từ chức hậu Euro 2024, Liên đoàn bóng đá Anh đang trong công cuộc tìm kiếm một vị huấn luyện viên trưởng dài hạn và có tầm với đội tuyển. Trong thời gian chờ đợi một cái tên thực sự phù hợp thì Casley được đôn lên nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển để chiến đấu những giải đấu sắp tới. Theo Sky Sport, FA đã từ chối bình luận và sẽ không lên tiếng cho đến khi xác nhận được huấn luyện viên trưởng mới một cách chính thức. Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa ra tháng trước, giám đốc điều hành của họ cho biết: "Chiến dịch UEFA Nations League của chúng tôi bắt đầu vào tháng 9 và chúng tôi đã có giải pháp tạm thời nếu cần." Sky Sport cũng nhấn mạnh, FA vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhiều ứng viên trong những danh sách rút gọn cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Hiện tại có Eddie Howe, Graham Potter, Pochettino và cả Mark Kina, những người nằm trong danh sách ứng viên. Với trường hợp của Casley thì ông đã có 40 lần khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland với tư cách là cầu thủ và đã từng làm việc với cả đội U20 và U21 Anh trong 4 năm qua. Casley từng cùng U21 Anh đăng quang tại giải U21 châu Âu năm 2023. Không rõ Casley có muốn đảm nhận vai trò này lâu dài hay không, nhưng nếu ông chính thức được bổ nhiệm là huấn luyện viên tạm quyền thì đó được xem là một màn thử nghiệm hoàn hảo cho cả ông lẫn FA. Trong quá khứ, Gareth Southgate cũng đi theo con đường tương tự khi ông từ đội U21 được đưa lên tạm thời dẫn dắt đội tuyển Anh, rồi sau đó ký hợp đồng dài hạn. Trong tháng 9 tới, đội tuyển Anh sẽ lần lượt gặp Ireland vào ngày 17 tháng 9, Phần Lan 11 tháng 9 tại UEFA Nations League. Dự kiến Tam Sư sẽ chốt danh sách triệu tập vào ngày 29 tháng 8 tới đây để chuẩn bị cho những dự án mới. Pepe giải nghệ ở tuổi 41. Hậu vệ kỳ cựu này đã rời Porto vào đầu mùa hè này khi hạn hợp đồng. Anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại Euro 2024, có lần khoác áo thứ 141 trong trận thua trước Pháp ở tứ kết và hiện quyết định treo giày. Trên một video đăng tải trên YouTube dài 33 phút đầy cảm xúc, Pepe cho biết: "Tôi muốn cảm ơn Chúa đã ban cho tôi sự khôn ngoan để theo đuổi ước mơ của mình, cũng như tất cả các chủ tịch đã đặt cược và tin tưởng vào tôi. Tất cả các nhân viên của các câu lạc bộ mà tôi thi đấu, những người là linh hồn của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia và cả những người hâm mộ. Xin cảm ơn và gửi một cái ôm biết ơn đến tất cả các bạn." Trở lại quê nhà khoác áo Porto từ năm 2019, Pepe chơi 201 trận trên tất cả các đấu trường, ghi được 9 bàn thắng. Trong lần thứ 2 phục vụ gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha, trung vệ 41 tuổi giành 2 chức vô địch quốc gia, 4 cúp quốc gia. Barca chính thức chào bán De Jong cho MU. Chúng ta đều đã biết câu chuyện Manchester United theo đuổi Frankie De Jong trong nhiều năm qua, đặc biệt là khi huấn luyện viên Erik ten Hag đến Manchester United và nắm quyền huấn luyện viên. Đây là một người mà được ông phát hiện và đào tạo khá là nhiều trong quãng thời gian tại Ajax trước khi anh đến với Barcelona. Và mùa năm nay ten Hag một lần nữa cũng đã muốn sở hữu cầu thủ cũ của mình, người đã từng sát cánh cùng ông tại Ajax Amsterdam. Tình hình hiện tại thì tương đối ủng hộ ten Hag và cả Manchester United. Theo thông tin từ El Nacional, Barcelona có vẻ như đang trắng ấy được rồng. Cầu thủ người Hà Lan này đóng góp thì có vẻ như là hơi khiêm tốn so với số lương mà anh nhận. Và điều này thì khiến cho một đội bóng tình hình tài chính có vấn đề như Barca không vui chút nào. Đội bóng xứ Catalan đã mời chào nhiều đội bóng mua Frankie De Jong, trong đó có cả Manchester United. Mức giá mà họ đưa ra là từ 35 đến 40 triệu bảng, một mức giá tương đối hợp lý. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan khó bán tuyển thủ người Hà Lan vì giao cản lương của ngôi sao này. Mức lương của De Jong tại Barca là hơn 500.000 bảng trên một tuần, quá cao. Hiện De Jong có hợp đồng với Barca tới tháng 6 năm 2026 và được Transfermarkt định giá là 60 triệu bảng. Trong khi chuyển nhượng hè 2024, MU đã mang về hai tân binh đó là Chiche và Giroud với giá 80 triệu bảng. Những vị trí mà họ cần bổ sung gấp đó là hậu vệ cánh và một tiền vệ phòng ngự. De Jong thì vốn không phải là mẫu mà thực sự Quỷ Đỏ đang quá cần thiết vào thời điểm này so với những vị trí chúng tôi vừa nêu. Thêm vào đó thì họ cũng không phải muốn mất quá nhiều tiền để trả lương cho anh. Vậy nên dù Ten Hag rất muốn, nhưng thương vụ này muốn thành công ấy thì hai bên cần phải đàm phán. Thứ nhất về mức phí chuyển nhượng và thứ hai là mức lương của cầu thủ này khi đến với Manchester United. Bayern Munich bán Alphonso Davies với giá siêu rẻ. Hợp đồng giữa Alphonso Davies và Bayern Munich chỉ còn thời hạn 1 năm. Trong suốt quãng thời gian vừa qua thì đôi bên đã hơi giằng co một chút để có thể gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên cho tới nay thì cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong bối cảnh ấy thì Bayern Munich buộc phải nghĩ tới việc thanh lý Alphonso Davies trong hè này để tránh việc bị mất trắng sau một năm nữa. Mức giá họ mong muốn là 50 triệu euro. Con số này đã giảm so với giá 70 triệu euro họ đưa ra khi đàm phán với Real Madrid trước đó. Real thì rất muốn chiêu mộ Alphonso Davies. Đôi bên thậm chí đã được cho là đạt được những thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên mức giá Bayern Munich đưa ra khiến Real Madrid cảm thấy chưa hợp lý. Do đó họ không tiếp tục tiến hành đàm phán nữa. Hơn nữa Real Madrid cách đây chưa lâu đã dàn hợp đồng với hậu vệ trái Ferland Mendy và họ hiện không quá áp lực trong việc bắt buộc phải bổ sung hậu vệ trái cho phần còn lại của phiên chợ hè. Vì vậy rất có thể Bayern Munich sẽ phải hạ giá tiếp để Alphonso Davies có thể đến với cả Santiago Bernabeu. Atletico hối hận vì mua sao Chelsea. Vâng, đây là một dấu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Đầu tuần này, hàng loạt những tờ báo uy tín tại châu Âu đồng loạt khẳng định
Atletico Madrid chuẩn bị sở hữu chữ ký của tiền vệ Conor Gallagher. Cầu thủ đến từ Chelsea và số tiền là 40 triệu bảng. Ngôi sao người Anh ban đầu lưỡng lự với viễn cảnh đến Tây Ban Nha chơi bóng, nhưng nhờ áp lực từ phía The Blues khi câu lạc bộ Tây London muốn bán cầu thủ 24 tuổi ngay mùa hè này nhằm tránh mất trắng vào năm sau đã khiến cựu sao của Crystal Palace đồng ý gia nhập Atletico Madrid. Dù vậy, theo tiết lộ mới đây từ giám đốc thể thao của Valencia, Corona, thương vụ của Gallagher đến Atletico suýt sụp đổ bởi bãi đạo của câu lạc bộ thủ đô Madrid từng coi tiền vệ Guerrera của Bầy Rơi là mục tiêu số 1 để nâng cấp tuyến giữa, nhưng việc đã lỡ gửi lời đề nghị đến Chelsea khiến Atletico Madrid không thể đạt được ý đồ. Tôi có thể khẳng định, hầu hết giới lãnh đạo Atletico Madrid đều muốn chiêu mộ Guerrera ở chủ nhật tuần trước, thời điểm Colo Gallagher sắp hết thời gian ra quyết định về tương lai. Và thứ hai, khi có thông tin Gallagher đồng ý đến Atletico, tôi đã hỏi chủ tịch của họ. Ông ta nói rằng đang cố gắng rút lui khỏi thương vụ này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng như phía Guerrera đã rời bàn đàm phán vì sự thiếu tôn trọng của họ. Tôi nhớ phía Atletico từng nói rằng họ chắc chắn sẽ mua Guerrera và không chiêu mộ Conor Gallagher. Nhưng hôm qua, chủ tịch của Atletico gọi điện và xin lỗi chúng tôi. Tờ Sky Sports mới đây khẳng định, Conor Gallagher cùng người đại diện đã bay sang thủ đô Madrid để tiến hành những thủ tục kiểm tra y tế trước khi chính thức trở thành người của đội chủ sân Wanda Metropolitano. Chelsea ký hợp đồng với thần đồng Argentina. Măng non, người Argentina đã đồng ý ký vào bảo đồng kéo dài 7 năm với Chelsea, nhưng cầu thủ 19 tuổi sẽ không thi đấu tại Premier League mùa giải tới mà tiếp tục khoác áo Boca Juniors theo bảo đồng cho mượn 1 năm. Asemino có trận ra mắt đội 1 của Boca vào tháng 6 năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, hậu vệ xếp 2K5 có 10 lần ra sân trên bảng đấu trường. Đến tháng 4 năm nay thì Asemino đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Boca trong trận đấu với cao thủ Trinidad ở vòng bảng của Copa Sudamericana. Thưa quý vị, mặc dù vào tháng 1, sao mai này đã đồng ý gia hạn với đội chủ sân The Bombonera đến năm 2018. Nhưng sau khi Chelsea đồng ý chi ra đến 15,6 triệu bảng, câu lạc bộ đến từ Argentina đã chấp thuận. Cầu thủ 19 tuổi trở thành tân binh thứ 8 của đội chủ sân Stamford Bridge mùa hè này sau một loạt những cái tên như Tosin, Makiu, Senepquele, Renato Vega, Omari, Jorgensen và Kiman Dubriho. Ở chiều bán thì câu lạc bộ Tây London cũng đã thu về 90 triệu bảng sau khi chia tay một loạt những cái tên như Marcel, Nevison và Omari Hutchinson. Thời gian tới, Conor Gallagher nhiều khả năng sẽ lấy tên tiếp theo rời Chelsea khi mà ngôi sao người Anh đồng ý gia nhập Atletico Madrid. Trận đấu đầu tiên của đoàn quân huấn luyện viên Enzo Maresca ở chiến dịch mùa giải mới sẽ là chạm trán Manchester City, diễn ra vào ngày 18 tháng 8 trong khuôn khổ vòng khai mạc Premier League. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của Club Đường Biên. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Club Đồng Biên, nhớ bấm chuông để hàng ngày nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi liên quan đến thị trường chuyển nhượng. Đặc biệt từ giờ cho đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, chúng tôi tin rằng có rất nhiều những thương vụ sẽ được kích hoạt. Trong đó có những thương vụ mà chúng ta trước đó chưa nghe bất kỳ thông tin nào, nhưng nó sẽ là bất ngờ diễn ra mỗi kỳ chuyển nhượng, đặc biệt là vào mùa hè.